Wow, cái này là cái rừng nè, đẹp giống như trong phim Rio anh ạ. Bông lạ không à. Đi xuống cái trail dưới kia đi anh mới hay vô trong được anh. Anh có thể hay all the way to the waterfall. Thiên thoát lớn lao nè. Anh muốn đi với một vòng bên luôn. Cảnh đẹp quá. Anh chụp mấy cái bông giùm em. Ok, bây giờ thôi mình chụp ảnh nữa đi anh ơi. Vô selfie đi. Đi đi. Mình sẽ đeo mắt kiến vô nha. Ui, dê 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 dê. Some way in the back.
có cái bóng này nhỏ thôi. Hiking là mình đi cuối đường sẽ có thác nước nha. Thích quá luôn á. Anh chụp cái cây này không giùm em đi. Oh, you know what? Em đứng vô anh coi thử chụp được không? Đúng rồi. Anh bấm nút chụp ngay đây thôi được không nha? Ok. Okay. Được. Ta quay chưa? Trời sắp tối rồi cho nên chắc đi không dám đi nữa. Tại vì trong này cũng có nhiều cái con kỳ lắm. Mà nhìn ở trên nhìn xuống mình, nhìn góc cây này ôi ô anh ơi, chỗ này đẹp quá anh ơi, anh chụp cho em tấm hình đi anh ơi. Ở trên nó chụp xuống nè, chụp giống như trong phim video luôn á. Ok,
bây giờ với anh. Mà không biết có đường đi ra không? Thôi đi ra đi. Đi ra hướng kia đi, mới em lùi là phải đi. Wow, đây này. Cái cây này. Oh my god, đi nhanh anh. Tối rồi đó. Ừ, xin như một cái nước. Giống như là, giống như cái hơi gì đó. Như xưa. Anh nhớ cẩn thận nha, mình không có bao nhiêu đường nữa. Cái cẩn thận, chậm được là chậm á. Bữa nay nghe ông kia ông thấy cứu mẹ á. Thank you.
đi.